Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với EPL Việt Nam Show và chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi diễn biến của cặp trận đấu thứ hai của ngày thi đấu hôm nay của Ấn Độ giữa Tottenham và Napoli. Tỷ số đã là 1-0 cho các thành viên của Tottenham Sport. Một ván thi đấu được kéo rất là dài dành cho đội hình đến từ cho cả hai phía, nó thể hiện được một vài những cái năng lực đến từ bên phía của W ở trong ván thi đấu vừa rồi. Họ đã kéo và gây rất là nhiều khó khăn dành cho đội hình đến từ bên phía của Top Shot. Nhưng Top vẫn là một đội tuyển bản lĩnh hơn ở trong những tình huống giao tranh tổng đó, mặc dù tưởng chừng như đã có thời điểm họ bị rơi vào cái thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng không, như sức mạnh đến từ một đội tuyển mạnh hơn vẫn thuộc về bên phía của Top. MVP trong ván thi đấu vừa rồi thuộc về vị tướng Ari của Nile phần giữa. Đúng là như vậy, một MVP khá là xuất sắc. Đồng ý khi chúng ta cái goal difference đó, tức là cái lượng tiền chênh lệch so với lại người đi đường giữa phía bên kia, anh ta bị lượng tiền âm. Nhưng cái vấn đề ở chỗ đó là vào thời điểm đó CJ là người được tin tưởng để được dùng tài nguyên rồi, còn nhiệm vụ của Nai sẽ là cố gắng làm sao tạo ra được những tình huống bọc hậu khá tốt, hoặc ít nhất là những cú hôn gió trúng vào những mục tiêu chính diện, những mục tiêu quan trọng nhất của đối thủ là được. Và Nai đã hoàn thành được nhiệm vụ đó, đầu cộng kèm thêm một KDA đó là 7-1 nữa, thì không có từ gì có thể miêu tả được cái sự xuất sắc của Nai ở trong ván thi đấu vừa rồi. Tình huống cuối cùng cũng là cặp đôi Nai, cũng là quê quốc, cả hai đã làm quá tốt trong nhiệm vụ lấy đi lượng máu của ba thành viên chủ chốt phía bên kia và biến nó trở thành một ván thi đấu thắng dành cho các thành viên của Tottenham. Tình huống này nếu như đội hình đến từ bên phía của W họ mà họ tràn vào đánh cánh trên, nó họ có cơ hội để có thể thiết lập tình huống 5v4, 5v3 ở cánh trên thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng mà dù sao thì cũng phải dành một lời khen dành cho những cái nỗ lực để thể tập trung đội hình đến từ cho Ari, đến từ cho Wayward với một cú dịch chuyển của anh ta nữa. Và bên cạnh đó cái khả năng để có thể câu kéo đến từ những mẫu chất tướng như là trên đồ của Thiên, là anh ta câu một khoảng thời gian rất là lâu ở trong khu vực Cameroon đó. Rồi, có điểm khá thú vị ở trong cái cặp trận này đó chính là khu vực đường giữa cũng như là khu vực đường trên và khu vực đường dưới đều là một cái thế trận mà tôi nghĩ là chấp nhận được dành cho phía của W. Nó hơi trái ngược với dự đoán ta một chút xíu, mà thật ra thì qua 2-3 ngày thi đấu vừa qua của LPL chúng ta cũng có thể thấy những cái đội tuyển bị đánh giá yếu hơn họ nhập cuộc một cách cực kỳ tự tin và tỏ ra song phẳng với những đội tuyển được đánh giá là mạnh hơn ở trong những cái cặp đấu trực tiếp. Và nó cũng lý do tại sao mà hiện tại LPL đang cực kỳ hấp dẫn. Tất cả các đối thủ bị đánh giá yếu hơn đều đang thực sự thể hiện được một phong độ vô cùng tốt. Chắc nó cũng đến từ việc là bộ khung bắt đầu dần dần đi theo được, đi cùng với nhau được rồi. Và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với cấm và chọn ở trong bảng tập đấu hai cùng đội giữa Tottenham và Napoli. Những lượt cấm đầu tiên đã có vẫn là những con tướng xạ thủ hiện tại đang khá là mạnh ở khu vực đường dưới là Kalista, là Senna, và tôi đang tự hỏi là liệu Napoli sẽ muốn tiếp tục cấm thêm cả con Raven và Lucien hay không. Có lẽ họ sẽ giữ những lượt cấm khá là giống với ván thi đấu đầu tiên. Talia, liệu rằng đây có phải một cái công bài mà được cấm đến từ bên phía của Top Shot khi mà cái độ tác động đến từ CJ trong ván thi đấu vừa rồi cũng tương đối là cao nha. W được lựa chọn bên ở trong ván thi đấu thứ hai này nhưng họ vẫn quyết định là sẽ lựa chọn bên phía đội 2. Và cảm giác tỷ lệ thắng đến từ bên phía của đội 2 ở trong giải đấu LPL ở trong 3 ngày thi đấu vừa qua là cực kỳ lớn. Đúng là như vậy, và chắc chắn là ở trong ván thi đấu này Dupli đó cũng lý do tại sao Dupli mặc dù họ thua nhưng họ vẫn chọn bên phải, và cũng sẽ gây khó dễ khiến cho Tottenham sẽ cần phải thi đấu kỹ càng hơn. Họ mất hai con Baron ở trong giai đoạn đầu của ván đấu thì chắc chắn họ sẽ cần phải suy nghĩ rất kỹ ở trong những sự lựa chọn tiếp theo của bản thân mình. Nhưng trước hết, bởi vì không có ngộ không trong những lượt cấm, không có thì không có lý do gì để cho các thành viên Tottenham họ ngại mà không lấy vị tướng này cả. Nhưng bù qua sớt lại, W sẽ sở hữu được con quen của mình trên, một con tướng mà Wayward đã rất thành công trong từ nãy tới giờ, từ hồi mà ván thi đấu đầu tiên tới bây giờ. Để coi liệu rằng chúng ta sẽ có một cái kèo găng lăng đối đầu cùng với Gwen của Wayward hay không đây. Lượt cấm cuối đến từ bên phía Top Spot họ thay đổi. Ở ván thi đấu đầu tiên thì họ cấm Wukong, ván thi đấu này thì họ cấm Viego, nhả ra Rukong thì họ sẽ lựa chọn nó là trong những cái vị tướng khá là trọng yếu dành cho Thiên ở trong khu vực rừng. Quyết định ở khu vực dưới đến từ bên phía của W cũng đã được lựa chọn để có thể đương đầu cùng với Ezreal nếu như có dành cho Jackie Love, đó chính là Seiya đang được giữ dành cho Sinh chứ không phải là con Kai'Sa nữa. Sẽ là một Seiya vẫn sẽ tiếp tục là ý định tự thủ khu vực đường dưới đến từ cánh phía W và đánh mạnh lên khu vực đánh cánh trên và khai thác Wayward mà thôi. Tôi nghĩ vẫn sẽ là như thế, không có nhiều sự thay đổi lắm. Còn ở phía cánh ngược lại thì Tottenham cũng không có lý do gì để họ phải thay đổi con Ezreal cả. Ezreal tương đối thành công của Jackie Love, anh ta lấy được cái tóc biển và cái thiêu đốt trước đó của Kedeja. Thì tôi nghĩ là ở trong ván thi đấu này nó cũng sẽ trường hợp tương tự đó cũng có thể diễn ra nếu như anh ta tiếp tục được thuận tay với con tướng mà anh ta đã thi đấu rất tốt ở trong ván thi đấu đầu tiên, nhưng sẽ có những sự thay đổi. Bạn đã có một con tướng mở cho nên bây giờ bạn không ngại những con tướng thắng được, và đó là một con dây của đường trên dành cho Wayward.
Khá thú vị đến từ Wayward khi mà anh ta lựa chọn Jay chứ không phải là Gangplank được nổi lên trong meta ở thời điểm hiện tại để có thể đánh những cái kèo kỹ năng qua lại cùng với Gwen của Biu khu đường trên. Còn ngược trở lại ra Kansaya kết hợp ở khu đường dưới, một đội hình có khả năng bởi giao tranh cũng tương đối tốt dành cho bên phía của W. Lực cấm phase 2 cũng đã được hình thành để tránh được cái bộ đôi Ezreal Kama, với lực cấm Kama đang được giữ dành cho phía của W là cái điều tương đối là dễ hiểu. Vi đã bị cấm để có thể tránh cái trường hợp bị cô lập một mục tiêu. Và cái đội hình mở giao tranh đến từ bên phía của W, tôi nghĩ họ cần phải bổ sung thêm một vài những vị tướng khác nhau, bởi bên phía của Top Shot đang hình thành một đội hình cấu rỉa máu từ tầm xa với Jay, với Ezreal và chưa kể đó có khả năng vẫn sẽ là Zoe ở khu tiền giữa dành cho Nai nữa. Đúng là như vậy, có thể sẽ là một Zoe để có thể mang lại cho bên phía của Top Shot thêm nhiều sự tự tin trong giải thưởng cấu rỉa. Và nếu như bạn để cho đối thủ có được một giai đoạn đầu game cực kỳ thuận lợi thì đồng nghĩa việc là Top Shot sẽ có một cơ hội rất lớn để có thể bước vào giai đoạn giữa của một ván thi đấu, lấy đi những công trình của bạn hoặc là sử dụng công cụ rỉa đó để khiến cho bạn lúc nào cũng bị mất người hoặc là rất ít máu trong trước thêm của bất cứ một tình huống tranh chấp mục tiêu nào đấy. Và Doctor đã bị cấm. Tosworth là thông minh, họ cấm toàn bộ những con tướng nào mà họ cảm giác như có thể uy hiếp vào một cá nhân. Và đó là Doctor với những tình huống tắt đèn của mình, và đó là Vi với những tình huống tả xung ngũ đầu. Còn Doubly ở cánh ngược lại để xem họ sẽ chọn vị tướng gì, để có thể đối đầu phía bên kia họ sẽ là đội chọn sớm và họ muốn có rừng trước. Họ lấy Volibear để có thể gia tăng thêm cái lượng khống chế khi mà trong giai đoạn hiện tại chỉ mới dựa dẫm vào một con Rakan để có thể khống chế trực diện thì cảm giác như hơi khó. Cũng có thể là một con Volibear có được cho mình đó là cái giáp da tóc hoa cuồng để có thể gia tăng thêm cái công cụ mở giao tranh dành cho bên phía của W. Đây là một cái điều thật sự rất là quan trọng dành cho đội hình của họ, bởi vì như đã nói họ đang cũng phải chuẩn bị đối đầu cùng với một cái đội hình có khả năng cấu rỉa máu khá là tốt dành cho bên phía của Top Shot. Đang phân vân rất là nhiều những vị tướng hỗ trợ khác nhau dành cho Mark trong trường hợp này. Tôi nghĩ Yumi cũng hợp, Yumi cũng được có một cái bộ khung khỏe ở khu vực dưới, và chưa kể đây xem trong những cái phương án phòng vệ nếu như đội hình của phía đối phương tấn công, nhưng sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì vẫn sẽ trong những cái con tướng mang thiên hướng mở giao tranh ở khu vực dưới dành cho Mark, đó chính là Leona. Và liệu rằng một lần nữa Ahri hay là Zoe hay là Talia sẽ được khóa vào khu vực dưới dành cho Nai đây? Đang suy nghĩ rất kỹ và Nai đang thực sự suy xét giữa con Ahri và con Talia. Những quyết định cuối cùng của chàng này lấy Talia, bởi vì nhìn vào thì hiện tại Tesport đang hơi khó để cho việc có thể tìm được người đi cùng với cái mặt đất dậy sóng được của Talia, tức là đánh cùng nhịp. Nếu như mà cái khoảng cách sử dụng là nó quá dài thì nó sẽ tương đối khó để có thể khai thác được một đội hình mà đầy đủ 5 người đứng cùng lại với nhau, cho nên chuyển sang con Ahri nó sẽ ok hơn. Nó vừa phù hợp với trình diễn của học của LCU, nó vừa phù hợp với những tình huống la vào đến từ một cái thiên đỉnh kiếm hay những pha e của một con ngộ không. Đó chính là một layup rất phù hợp dành cho việc của Tesport. Còn trong W không có vấn đề gì ngại ngùng cả, bạn chọn Ahri, chúng tôi chọn ngược lại với con Talia và chúng tôi đã tương đối thành công. Chỉ có điều là kỹ năng cá nhân và cái tay đến từ Nai nó to quá cho nên hơi khó để kiểm soát, và W nghĩ đó là một cú tai nạn. Họ đang muốn quay trở lại và đặc biệt hơn hết họ vẫn muốn cái kèo đối đầu giữa Talia và Ahri mà thôi. Nếu mà nếu được lựa chọn thì tôi cảm giác Lissandra vẫn đang còn bỏ ngỏ dành cho CJ, thì đây sẽ một cái sự lựa chọn mà vừa có khả năng đi đường tốt dành cho CJ và vừa bổ sung thêm cái công cụ mở giao tranh dành cho đội hình đến từ bên phía của W. Nó được cả vẹn đôi đường dành cho cái sự lựa chọn này. Nhưng quyết định đến từ CJ đúng như Truba chia sẻ, bởi vì anh ta làm tốt ở trong cái ván thi đấu đầu tiên ở trước kèo chất tướng qua lại, nên ta quyết định là sẽ đặt niềm tin vào Talia thêm một lần nữa. Và cái tác động đến từ Talia với cái mặt đất dậy sóng vẫn sẽ có dành cho đội hình đến từ bên phía của W nếu như CJ vẫn tiếp tục xanh ở trong ván thi đấu này. Còn ngược trở lại, đây sẽ là ván thi đấu mà chúng ta có thể thấy cái kèo rất là thú vị ở khu vực trường trên, khi mà Jay đối đầu cùng với Gwen làm tốt thì vẫn sẽ có lợi thế dành cho Wayward. Đúng là như vậy, vẫn sẽ là một Wayward với một con Jay có tỷ lệ thắng đường vô cùng cao. Mặc dù đồng ý là sẽ phải đợi tới khi mà cái đau tàn có thì chúng ta thấy một con Jay mới có thể bắt đầu đè đường được. Còn trước đó thì với một kiếm dài thì hơi khó để có thể làm được điều đó, nhưng vẫn là một sải tay dài, tức là đôi khi bạn chỉ cần tận dụng những pha bắn thường để có thể gây khó dễ cho đối phương, nó không phải là một vấn đề quá lớn dành cho Wayward. Còn ở phía cánh ngược lại thì nhiệm vụ đến từ bên phía của W, tôi nghĩ nó cũng sẽ tương tự giống như ván thi đấu đầu tiên. Sau khi họ có xe già, họ sẽ cố gắng làm sao để cho quay cho PB khu vực đường trên thi đấu cực kỳ ổn với một con Gwen, cần những khoảng thời gian để có thể có được ngưỡng trang bị của mình, và Talia cũng sẽ cần những khoảng trống farm. Họ vẫn sẽ đánh mạnh 3-3 ở nửa cánh trên, và Seiya cũng như Rakan cũng sẽ có thể tự xử ở khu vực đường dưới rồi. Ít nhất trong ván thi đấu này thì khi mà được sở hữu một Seiya Rakan thì cái khả năng thắng đường thì sẽ nghiêng về cho bên phía của bộ khung WE, chứ không còn là bị thua đường, bị đẩy đường giống như cái ván thi đấu trước nữa dành cho bên phía của W ở khu vực đường dưới, thì sẽ mở ra nhiều hơn những cái công cụ, những cái phương án để có thể vận hành, để có thể găng dành cho bay sang. Thì có thể thấy như đây sẽ ván thi đấu mà nó thiên về khả năng mở giao tranh, khả năng áp đảo khu vực đường dành cho bên phía của W nhiều hơn, và cái công cụ để có thể giao tranh dành cho phía của W trong ván thi đấu này thì nó cũng sẽ tốt hơn so với cái lắp mà họ sở hữu trong ván thi đấu trước.
Chúng ta đến với ván thi đấu thứ hai cùng đội giữa Toy Sport và đối thủ của họ W. Tỷ số đã là 1-0 cho các thành viên của Toy Sport và cơ hội để cho họ có thể giành chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ hai này là vô cùng cao. Với một đội hình ở trong giai đoạn này vẫn đang giữ đúng với những gì họ muốn. Họ có công cụ mở, họ có khả năng cấu rỉa. Và đặc biệt hơn hết là họ vẫn đang sở hữu được những, phải nói là tay to dành cho bản thân của mình. Đó là Nai, đó là Wayward và Zaki Love ở khu vực đường dưới nữa. Rất nhiều những niềm tin dành cho các fan của Tesbox ở trong ván thi đấu thứ hai này. Vẫn sẽ là một con Ari sốc điện kết hợp cùng với phép trận thiêu đốt dành cho Nai ở khu vực đường giữa. Anh ta vẫn sẽ có cái cơ hội để có thể all in trong những cái tình huống tấn công của mình. Rồi, Thiên hình như là muốn ăn từ khu vực nửa trên xuống thì phải. Anh ta sẽ khởi đầu từ khu vực bãi sói để tránh đi những cái tình huống di chuyển chất thông tin đến từ PPU. Một con mắt được cắm ra thì dù sao, những cái bước di chuyển tiếp theo đến từ Thiên cũng sẽ bị lộ diện. Thiên phải nói là đã có những nỗ lực cố gắng, ta không hề kêu gọi đồng đội của mình chạy ra để có thể hỗ trợ cho mình trong tình huống ăn flu đó, để cho Wayward những khoảng trống farm và khu vực đường dưới cũng tương tự giống như thế. Nhưng việc ăn một mình nó sẽ hơi tốn kém thời gian dành cho Thiên lắm, nhưng không sao, đấy là một con ngộ không, khả năng đẩy quá rừng cũng khá là tốt. Và nhiệm vụ đến từ ngộ không sẽ phải đợi cho tới cấp độ 6 thì khi đó chúng ta mới thấy là Thiên dễ tung hoành hơn với những cú lốc xoáy của mình. Còn tạm thời trong khoảng thời gian này vẫn chỉ đảm bảo một vòng rừng cực kỳ yên ổn dành cho bản thân của mình. Có phía cánh ngược lại, bởi vì đây là một volleyball cho nên là khả năng cướp rừng của volleyball đó cũng một phần đó hạn chế lắm. Chưa kể là những người đồng đội của Bay Sang cũng không có được những cái chất tướng thắng đường cao, cho nên là chắc chỉ là yên phận dành cho Bay Sang mà thôi. Sẽ là một cái vòng rừng trái ngược nhau của cả hai người trên rừng. Như vậy đây sẽ là ván thi đấu mà nó sẽ ít va chạm hơn. Đã bắt đầu có vài những cái tín hiệu thay đổi đến từ Zaki Love. Anh ta không còn sử dụng con Ezreal sẵn sàng tấn công nữa, thay vào đó là một con Ezreal chinh phục, kết hợp cùng với đó thanh kiếm dài, ba bình máu có bánh bích quy khu vực đường dưới để có thể gia tăng thêm khả năng trụ đường. Thiên xử lý thông tin khá là ổn, bởi vì anh ta thấy Sia đã di chuyển từ trước để làm có mắt vào khu vực bãi chim của anh ta, nên anh ta không muốn bị lộ diện bằng cách giải quyết con bùa đỏ là cái đối tượng, là cái bãi quái vật rừng tiếp theo. Khu vực đường dưới vẫn đang đẩy khá là tốt dành cho Zaki Love cũng như là Mark. Tưởng chừng như kèo Sayarakan sẽ có cái cơ sở để thể đẩy ngược trở lại dành cho Shin cũng như là Kiraya, nhưng không, bộ đôi làm tốt hơn vẫn là bộ đôi dành cho phía của Top Sport ở trong ván thi đấu này. Và tôi nghĩ nó cũng đến từ việc đó chính là bây giờ Volibear đang ở khu vực nửa cánh trên, cho nên sẽ không có bất cứ một động thái gì có thể giúp cho Shin và Kiraya có thể tẩu thoát được, hay là nhất đặt mình trong một tình huống an toàn, bởi vì không có sự giúp sức đến từ đồng đội. Còn ở phía cánh ngược lại, Mark với lại Zaki Love đang có sự hậu thuẫn phía đằng sau của Thiên khi mà Thiên vẫn đang bận farm bãi đá, cho nên Toy Sport đang có một thế thiên cơ rất tốt của đường dưới để có thể đẩy lính vào và tạo ra một quay reset khá càng sớm càng tốt. Còn Bay Sang sẽ có con cua, Bay Sang sẽ có con cua ở khu vực nửa cánh trên. Còn ở phía cánh ngược lại, tôi nghĩ Thiên cũng sẽ an phận với là con cua nửa cánh dưới mà thôi. Tạm thời trong khoảng thời gian này, cả hai người chơi rừng đều không hề gặp bất cứ một vấn đề gì nặng nề ở trong những pha cướp rừng cả, và họ vẫn đang an phận với những gì họ đang có. Chắc là sẽ găng, Bay Sang đang muốn găng, nhưng đấy là một quay lính mà Nai không có vấn đề gì dại dột mà phải đưa mặt mình lên để đánh nhau với đại CJ cả. Còn đây là có Xiên đang bị giữ chân lại, đang bắt đầu bị gây đam và ta đang liên tục bị bắn rất rác vào đầu. Xiên đang mất khá nhiều máu, bắt buộc phải có xuất hiện hoành tráng để giữ cái nhịp đánh của Zaki Love lại, không thì lượng máu mất đến từ Xiên nó sẽ còn nhiều hơn rất là nhiều. Chính xác là như vậy, một tình huống đánh khá tốt dành cho Zaki Love cũng như Mark ở khu vực dưới, cộng kèm với đó một cái áp lực đến từ Thiên nữa, thì có thể thấy cái bộ đôi đến từ Xiên và Keja phải rút lui ở trong cái tình huống xử lý đó. Không có những cái biến số ở cấp thời điểm cấp độ 2, cấp độ 3 dành cho Nai khu vực đường giữa, thì anh ta đang làm tốt trong khả năng đẩy đường. Nãy giờ các bạn có thể thấy cái đợt lính khu vực đường giữa lúc nào cũng thuộc về cho bên phía của Top Shot cả. Có chăng là một cái đường đẩy tốt dành cho bên phía của W, đó chính là khu vực đường trên. Bởi vì chúng ta phải tính tới cái áp lực gián tiếp đến từ người chơi đi rừng nữa, thì đây sẽ trong những cái điều khá là dễ hiểu dành cho cả hai phía mà thôi. Pipiu tiếp cận với ván thi đấu này với 33-34 chỉ số lính và đang gác trước so với Wayward, đó là trong những cái lợi điểm nhất định của anh ta. Wayward sẽ cần phải đợi thêm một khoảng thời gian, khi bắt đầu có được lượng tiền của mình, chắc tôi nghĩ có khoảng 1.5k thì cái đó ta mới bắt đầu có thể về và lên những ngưỡng trang bị. Đó sẽ là một cái kiếm dài cộng kèm thêm, xin lỗi các bạn, đó là cái đau hung tàn và có thể sẽ thêm cái nước mắt, thì khi đó Wayward sẽ thoải mái hơn trong những hướng cấu rỉa của mình. Nhưng bây giờ thì ta vẫn sẽ phải chấp nhận chơi với cái lối chơi bị động hơn tí xíu sau lại BB phía bên kia. Nhưng BBU có đó nhưng mà không có nghĩa là anh ta không mất gì. Anh ta mất những lượng máu, anh ta phải bán cả máu và tất cả gì có thể để ít nhất là có được một lượng chỉ số farm đẹp và tránh trường hợp mình bị đẩy lính vào sâu quá nhiều và từ đó có những khoảng trống để cho Thiên có được những cú băng trụ. Điều này nó sẽ tương đối khó để cho BBU có thể tiếp tục trụ được nếu như anh ta mất đi những phép hỗ trợ của mình quá sớm. Và ta cũng đang có sự hỗ trợ nữa để xem là bay xe quyết định là đánh hạt không nổ, nhưng nó không phải là xuống khu vực hang mà nó chỉ đơn giản
là đánh lên để có thể đi vào và tiếp cận càng sớm càng tốt mà thôi. Và chính điều đó đã khiến cho cái lượng tầm nhìn của Ewok cung cấp đủ để cho Tampa Bay biến về. Cả hai bên đều đang có được cho mình đó những cái bước kiểm soát khá là tốt nha. À, vừa rồi Mark có ý định, trong ít phút vừa qua Mark có ý định di chuyển lên cánh trên bản đồ, anh ta chạy thẳng vào trụ hai khu vực giữa, sau đó anh ta có ý định rẽ nhánh lên cánh trên. Nhưng ngay tại thời điểm mà Mark có mặt tại trụ hai thì đã có rất nhiều những cú binh đến từ bên phía của W đã có thể nhắm vào cái vị trí đứng đến từ Mark. Có thể thấy cả hai đội tuyển đều đang kiểm soát được cho mình đó vị trí đứng của trong đội hình của phía đối phương. Rất là tốt cho ván thi đấu này. Một ván đấu mà cái vòng rừng của cả hai người chơi đi rừng có một vài những cái điểm khác biệt. Đó là lý do tại sao ván thi đấu này nó đang có thiên hướng kiểm soát nhiều hơn dành cho cả top cũng như bên phía của W. Đúng là như vậy. Chưa hề có bất cứ một pha tranh chấp gì nhiều như ở trong ván thi đấu đầu tiên cả. Nhưng tôi nghĩ đây là điều mà cả hai đều mong muốn. Họ không hề muốn là những tình huống này, những tình huống này, đặc biệt là con Ngộ Không. Ngộ Không sẽ cần tới cấp độ 6 để có thể gia tăng thêm cái nguồn sức mạnh và khả năng tiếp cận của mình, và đặc biệt hơn là lượng CC để có được một pha giao tranh mở. Leona cũng sẽ cần như thế. Cho nên Tesla họ vẫn chưa muốn đánh trong giai đoạn này. Họ sẽ muốn tranh chấp nếu như cấp độ 6 khi chiêu cuối của họ đã có thì khi đó họ mới dễ chơi. Và bây giờ W không muốn cái không khí này nó bắn quá ba người. Họ không muốn không khí này nó quá yên tĩnh nữa. Họ muốn đánh mạnh lên khu vực đường trên. Sẽ chỉ lần kia vào đội của Bill đang không thành công. Bayside mất khá nhiều máu và đó là một pha đánh thất bại mà cả CJ và Bayside đều mất tóc biển. Trong cái đó quay quốc chỉ mất một phép bổ trợ của bản thân mình mà thôi. Anh ta còn dịch chuyển, cho nên nếu như có khó khăn dịch chuyển lên trở lại là được. Tóc tình huống xử lý rất hay đến từ quay quá. Cầu sống qua cổng gia tốc của anh ta trúng vào cả bốn con lính để có thể giải quyết cái đợt lính chống đi từ lũ băng trụ đến từ bên phía của W. Khi mà không có lính nữa thì cái lượng sát thương gây ra trúng vào người của Bayside. Bayside ở thời điểm đó mới chỉ đạt được cho mình đó công độ 5, chuyển dạng súng đến từ Wayward để có thể tấn công làm chậm được Bayside. Nó khiến cho cái pha băng trụ ba thành viên đến từ bên phía của W rơi vào hư không và không có bất kỳ một cái tình huống nào cả. Rồi nè rất dẻo, thiên định kiếm trúng lấy tóc biển của Xuyên. Bây giờ Kiriya đang cần hỗ trợ, ta kêu đồng đội mình chạy tới để có thể có được một cú e. Nếu không thì nạn nhân có thể sẽ là Kiriya. Tiếp tục băng trụ đường trên và có ý định để có thể băng trụ khu vực dưới dành cho bên phía của Top Esports để coi đội tuyển nào sẽ làm tốt hơn ở trong cái tình huống băng trụ ở hai bên cánh khác biệt như vậy. BBU bây giờ vẫn chưa có xe chỉ luồng kim, liệu là sát thương đủ hay không? Đây Google vẫn đang cố gắng câu kéo những cú cắt là rất là rác. Nhưng Bayside một trụ bắn nữa và Bayside không thể nào bóng víu được cái gì cả. Quay quốc hài lòng với những gì anh ta đang có. Anh ta còn dịch chuyển như ra vẫn có thể quay trở lại mà thôi. Chính xác là như vậy, vẫn còn dịch chuyển đến từ quay quốc để có thể quay ngược trở lại. Còn ngược trở lại khu vực đường dưới có cái đợt lính đang được tích. Nhưng có thể thấy như với việc mà CJ đã biến mất ở trên bản đồ thì cũng không có ý định để có thể băng trụ nữa dành cho bên phía của Tom Shot ở khu vực đường dưới này. Một pha mà Wayward đã xử lý thông tin và xử lý cái pha kỹ năng của Jay ở trong cái tình huống xử lý vừa rồi là cực kỳ tốt. Thứ nhất là ta khiến cho cái đợt lính nó không chạm vào trong trụ và vẫn có phương án để có thể vận hành tốt dành cho Wayward ở trong cái tình huống chống băng trụ lần thứ hai liên tiếp. Rất khó thật sự. Muốn đánh quay quốc phải vượt qua rất nhiều, và đặc biệt hơn là cái kỹ năng cá nhân quá tuyệt vời mà quốc hiện tại đang có. Những tình huống chạy cối vừa rồi của bay xe nó không mang lại bất cứ một lợi ích gì cả. Ngược lại bây giờ không có lôi thần giáng thế, mặc dù có xe chỉ luồng kim, nhưng một chú gấu không có lôi thần giáng thế là một chú gấu rất yếu ớt và mềm mỏng, rất dễ bị khai thác. Và W hình như cũng đang muốn tổ chức đánh, nhưng mà họ không có mặt đất chỉ sống, họ muốn dựa vào mỗi cái xe chỉ luồng kim sao? Nó quá khó rồi anh bạn à. Và tôi nghĩ là nên dừng lại ở đây mà thôi, không thể nào có thể tranh chấp được. Rồi, một con mắt được cắm ra khu vực bùa xanh đến từ bên phía của W sẽ giúp cho đội hình của họ có được cho mình đó thông tin của Thiên ở trong những phút sắp tới. Khả năng kiểm soát bản đồ đến từ Thiên vẫn đang tương đối là ổn. Anh ta không bị lấn sâu vào những cái tình huống cố gắng để thay băng trụ khu vực đường dưới. Thay vào đó anh ta ăn được con rồng và về nhà hướng lên khu vực đường trên và có được cho mình đó con sứ giả đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Con sứ giả phần nào đó sẽ tạo ra một cái thế để có thể áp sát thêm về mặt công trình dành cho đội hình đến từ bên phía của Top ở trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt là khu vực đường trên nè. Nãy giờ Wayward đã tốn khoảng thời gian cũng như phải chịu rất là nhiều sức ép đến từ bên phía của W. Nếu như anh ta được giải phóng bằng những cái tình huống tấn công của Thiên và bằng con sứ giả để tạo ra một tình huống lấy thêm cái lượng tiền nữa. Đây, Sahu, xin lỗi, BBU đang hơi gặp nguy hiểm một chút xíu. Nhưng có vẻ như BBU cũng hiểu vấn đề đang có là cái gì cả. Khi mà Wayward có được một thông tin đó là sẽ chỉ luồng kim của BBU còn, nhưng mà Wayward sẵn sàng lao và tấn công là chắc chắn có ý rồi, chắc chắn có vấn đề gì cho nên mới đánh láo kiểu như vậy. Còn trong cái đó Nai đang nỗ lực để có thể cản những tình huống di chuyển lên của CJ để tạo ra một lớp phòng thủ giúp cho BBU có thể thoải mái khu vực đường trên một mình. Kêu gọi luôn cả Rakan chạy lên, bắt buộc phải có Kiriya chạy lên đây để hỗ trợ mà thôi. Nếu không thì sẽ là một cú băng trụ quyết định băng rồi. Thiên đang bắt đầu di chuyển vào. Đây là một góc rất gần mà cái xương lam bất bại của Bill nó sẽ tương đối là vô dụng. Bắt đầu bật lốc xoáy, bắt đầu gõ vào người. Và Rakan này tới tóc biến lên, gõ được. Và đó là màn đã có dành cho Bill. Nhưng cái lốc xoáy vẫn đang được bung đến từ Thiên. Nó không đủ để thể dứt điểm được Kiriya. Vẫn đây là một đối một. Có lẽ như W họ đang khá là hài lòng với những gì họ có. Một cú chống băng trụ và W họ vui với điều đấy khi người có được hạ gục là quen.
Chính xác là như vậy, mặc dù lần này không có xe chỉ luồng kim để có cái lượng sát thương đáp trả ngược trở lại, nhưng sát thương đến từ trụ phần nào đó cũng đã giúp cho BBU có đủ cơ sở để có thể đổi được điểm hai gục ở trong cái tình huống xử lý đó. CGM vừa rồi bị đánh bật ra khu vực giữa, lượng năng lượng của ta thấp bắt buộc phải về nhà, và anh ta cũng phải mất khoảng thời gian tương đối là dài để di chuyển ra khu vực giữa nữa. Thậm chí cái chiêu cuối của anh ta cũng đã được sử dụng để thể quay ngược trở lại khu vực giữa càng sớm càng tốt. Dịch chuyển của anh ta thì chưa kịp hồi lại. Rồi, lần về nhà này thì Nai cũng đã có được cho bí thư thất truyền rồi. Cái món trang bị đầu tiên mà Nai hướng tới đó là một cái giày pháp sư. Xin lỗi, một cái giày thủy ngân để có thể có được thêm cái áp lực tránh đi những tình huống tấn công đến từ Siye. Một pha xử lý mà tôi nghĩ rằng cũng khá nhanh tay đến từ Thiên. Nhưng phía bên kia thì quay quá không có tốc biến. Và anh ta bị giữ lại, bị khiêu khích đến từ kia già. Đúng là như vậy, nếu như quay có tốc biến tôi nghĩ là sẽ có thể tốc biến để né khỏi xuất hiện hoành tráng và có thể đứng kế bên BBU để dễ dàng tiếp cận và chất điểm được. Nhưng không, tới Swap nó cũng đến từ một phần đó là quay quốc vừa rồi. Trước khi mà anh ta băng trụ thì anh ta đã bay một cái lượng máu khá là nhiều. Anh ta bị mất máu khá nhiều cho nên anh ta không tài nào có thể làm được điều gì khác ngoài chuyện là vẫn phải cố chấp mà thôi. Đồng ý là điều kiện nó cũng hơi bị tốn kém một tí xíu. Nhưng bù qua sớt lại bạn có được một thế đánh đẹp là cũng ok. Lấy cái tóc biến đó từ CJ. Và phía bên này thì con CJ Khai Đức đã được mất đi. Và W họ thành công với tình huống đấy. Nhưng cái tóc biến của CJ thì nó đổi lại khá nhiều thứ. Họ nên suy xét cho con rồng thứ hai. Nếu như mà CJ không còn tóc biến, không có mặt đất dậy sống và thiên thể sắp sửa hồi lại cái lốc xoáy, thì tôi e rằng là Rui nên suy nghĩ kỹ cho cái việc đánh nhau ở ngay khu vực này. Kiriya xuất hiện hoành tráng nhưng chỉ vào cái chim mồ mà thôi. Rui sẽ muốn tổ chức một pha đánh rồng, nhưng cả Nai và những người đồng đội của mình là Thiên Thiên đã có lốc xoáy. Và Nai sẽ sửa có viên hồ, cơ hội đánh vào tới Smok là đây rồi. Họ có quá nhiều điều kiện để đánh nhau ở ngay khu vực hang rồng. Họ không hề lo sợ trong thủ này. Mark đang chuẩn bị có thiên định kiếm và ta sẵn sàng cho pha lao và tấn công. Bay sang đang làm gì để bay sang đang muốn giữ cho bằng được con rồng này bằng mỗi giá, bằng những gì tốt nhất có thể. Bay sang bắt đầu tiếp cận, anh ta tiếp cận được một thành viên đó là Mark. Một pha lao vào nhưng là không có cơ sở, đã có người nằm xuống ở trang này. Mark đang né những kỹ năng quy đến từ CJ là quá tuyệt vời. Ta né được hết kìa, anh ta né quá hay, nhưng Mark vẫn sẽ phải có đồng hồ. Nhưng phía cánh bên này thì Nai đang chạy ra để hỗ trợ. Mark quá tuyệt vời, CJ bị dính đông gió, CJ sẽ nằm. Một phán đấu mà mắc né nó quá là lụa đi, và W thất bại hoàn toàn trong thủ tranh chấp khu vực hang rồng đó. Một vài giao tranh tiếp tục nữa là có lợi dành cho bên phía của Tom Shot. Đầu tiên là phải kể đến cái thế để có thể tranh chấp con rồng nguyên tố thứ hai này thuộc về bên phía của Tom Shot, khi mà cái đợt lính đang được tích tụ rất là lớn dành cho Jackie Lover khu vực dưới. Anh ta không vội tung một cái cung ánh sáng vu vơ nha, anh ta để cho đội hình của phía đối phương mở giao tranh và tập trung lại cùng với nhau. Lúc đó cái cung ánh sáng đến từ Jackie Lover trúng vào đa mục tiêu trong đội hình đến từ bên phía của W. Và như chúng tôi đã chia sẻ, cái khả năng lái rất lụa đến từ mắt anh ta câu được lượng lớn thời gian cũng như là cái lượng lớn tài nguyên đến từ cái bộ kỹ năng của phía W đây, để thời gian câu là đủ lâu để cho Thiên hồi lại cái lốc xoáy. Phi hồ đến từ Nai cũng đã được hồi lại. Đây, cùng ánh sáng trúng vào đa mục tiêu, và đó tình huống cùng ánh sáng cực kỳ chất lượng dành cho Jackie Love. Anh ta cũng kịp thời để lại cho mình đó cái hồi máu để có thể tiếp tục câu kéo. CJ bị dấn quá sâu vào cái công cuộc truy đuổi vào mắt, và như đã nói có đồng hồ để có thể tiếp tục câu kéo. Và khi đội hình này có được trong đó một cái điểm hạ gục thì rõ ràng những cái tình huống lướt phi hồ tiếp theo đến từ Nai vẫn sẽ có được cho mình đó cái độ áp sát nhất định. Đúng là như vậy, và tôi đang cảm giác như càng ngày càng khó. Càng ngày càng khó cho các thành viên của W rồi. Họ đang thực sự gặp nhiều vấn đề. Họ không trong tình huống đó như đã nói không có mặt đất dậy sống. Và bay sang cũng tương đối khó để thể lao và tấn công nữa. Họ không có quá nhiều phương án, họ không có quá nhiều điều kiện để đánh nhau, nhưng họ vẫn bất chấp. Và chính điều đó đã khiến cho bọn họ đã phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ. Wayward của bờ đường trên cũng bắt đầu có dấu hiệu farm hơn, và ta cũng đã hoàn thành được món trang bị đầu tiên. Trong khi đó thể với cánh ngược lại, BBU vẫn đang khá chật vật. Thiên định kiếm trúng luôn, ngại gì không chơi. Đối với Jackie Love thì ai cũng như ai cả, ai cũng có thể bị dính những pha phát bắn thần bí của mình. Trong tình huống giao tranh vừa rồi thì cái điểm hạ gục nó tập trung vào những cái vị trí cực kỳ quan trọng. Ui, một pha nhấp nhả khu vực đường trên, vừa lấy lớp máu trụ và vừa tận dụng cái đội tải đến từ Việt Đao khá là tốt đến từ Wayward. Rỉa từ từ để cho Nai chạy lên. Ý định rất rõ ràng của Toysport rồi, họ chưa muốn dừng lại đó. Họ đập con gấu luôn à. Họ quyết định là giữ luôn. Họ quyết định muốn khô máu ở đây luôn. Tạo ra một khoảng trống mở ra, Jackie Love có được trụ một. Chính xác đó, tình huống câu kéo tạo ra một khoảng trống rất lớn dành cho phía của Toysport để có thể có được cho mình đó trụ bầu khu đường dưới. Và cái lượng tài nguyên như nói được chia đều dành cho Jackie Love và Nai ở trong phút vừa qua. Và một lần nữa trong ván thi đấu này thì cái trụ đầu tiên thuộc về cho xạ thủ đến từ bên phía của Toysport. Vẫn là cái lối lên trang bị Edwin xanh của Jackie Love, và đó là một cái lối lên trang bị khiến cho Jackie Love có rất nhiều sát thương để có thể tấn công ở trong tình huống giao tranh nhỏ lẻ ở giai đoạn sắp tới. Một ván đấu mà Toysport họ đang chiếm hoàn toàn mọi cơ sở để có thể tranh chấp. Đồng ý là bây giờ CJ đã có mặt đất dậy sống, nhưng với một con Taria ở khoảng thời gian này vẫn chưa có tốc biến thì làm sao dám chơi. Dubly đang
thật sự muốn đánh nè, họ đang muốn đánh ngay khu vực hang sứ giả hay chăng? Tôi đã thấy một volleyball chạy vào, tôi đang thấy một volleyball chạy vào và sẵn sàng cho pha tranh chấp rồi. Gọi sấm để có thể tìm được lượng tầm nhìn. Ba con sứ giả khí đức vẫn đang được ăn một cách rất ngon lành đến từ Thiên. Kideja đang di chuyển vào chờ đợi cho một cú xuất hiện hoành tráng, nhưng góc đánh đang tương đối bị hạn chế. Bay sang muốn tranh chấp không cướp được, ngược lại phía bên đây đang cố gắng lao vào được Kideja xuất hiện hoành tráng, nhưng một mình anh ta thì làm sao chống nổi nhiệt. Anh ta bị dính lốc xoáy đang bị hất tung lên, cung ánh sáng nó xuyên qua hai thành viên của đối thủ lôi thần ra đến vùng. CJ đang bị hất tung và CJ nằm xuống rồi. Phía bên này Nai lướt tới và chiếc điểm được hỗ trợ đối phương, sau quay trở về và chiếc điểm bay sang sứ giả liên tục là những mẹ gục sứ giả. Kỳ bóng ngọc biển, tốc biển rồi đó, nhưng mà giặt được hay không đây? Trời đất ơi, cái lúc quan trọng để giới thiệu hai ông cách tư. Ôi có ơi. Thể quay trở lại với các bạn kia cho nó coi là ăn được sứ giả hay không đây? Không ăn được. Rất đáng tiếc. Hơi tiếc nhờ, nếu như ăn được con sứ giả trong tình huống vừa rồi nữa, nhặt được cái tinh thể con sứ giả nữa thì rõ ràng là 1.10 dành cho chất lượng đến từ Thiền. Những tình huống trừng phạt đến từ Thiên nó luôn có cái độ chuẩn xác cực kỳ cao trong bản thi đấu này. Và bên cạnh đó, cái góc giao tranh vừa rồi vẫn là cái góc giao tranh cực kỳ tệ dành cho phía của W. Khi mà Talia của CJ bị kẹt ở khu vực đường trên, anh ta bị zone ra bởi một con Ari rất khó chịu đến từ Nai. Và trong tình huống này, như đã nói, Thiên lấy được con sứ giả đến từ cú trừng phạt chuẩn xác hơn và tạo ra một cái thế để có thể giao tranh. Phía bên kia thì xin không được chơi game, anh ta bị zone ra bởi Wayward với một cuộn dây và thậm chí là Bibiu cũng tương tự là như vậy. Tiếp tục là giao tranh, cùng ánh sáng vừa rồi không trúng vào người của Sinh nhưng tạo ra được cái áp lực đủ lớn để có thể lấy được cho mình đảo trụ khu vực giữa này dành cho bên phía của Top Shot. Nhưng có lẽ như họ không cần tới con sứ giả, bạn không cần con sứ giả khi bạn đang hơn đồ. Họ hơn 5k tiền ở phút thứ 17 rồi, họ hơn 5k tiền ở phút thứ 17 thì cái cơ hội để họ có thể thắng là quá tuyệt vời. Với một đội hình mạnh về giữa game thì chỉ cần 5k tiền là đủ để có thể tiếp tục gia tăng thêm cái lượng sức mạnh của mình, và nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Nó đã lên tới cái ngưỡng 6k tiền, một khoảng cách mà W đang tương đối khó để có thể sang lắp được. Một ván đấu mà Top Esports đang đánh nó trơn tru hơn rất nhiều so với ván thi đấu trước. Họ không có những cái vấn đề nặng trĩu nữa, họ đang thi đấu thực sự rất mượt mà, tôi nghĩ là vấn đề tâm lý mà thôi. Đường trên đang định bắt quay quốc sao? Ây da, làm sao mà có thể bắt quay quốc được? Quay quốc đang thực sự rất khỏe. Ôi lắc à, anh ta có thể sẽ bị nằm xuống hay chăng? Không, làm sao có thể làm được chuyện đó? Giết quay quốc không thể nào làm được chuyện đấy được. Đơn giản quay quốc là sự thành công từ nãy giờ mà các thành viên của Top Esports đang sở hữu trong xuyên suốt hai ván thi đấu. Nhìn quay quốc chơi giống người bạn cùng nhà của anh Trung ghê. Nó lắc rồi các thứ, nhìn ảo thật sự, lắc tại những cái thời điểm nhất định. Và có thể thấy như đó là những cái tình huống xử lý phải nói rất khéo léo dành cho bên phía của người chơi đường trên, của phía Top Shot. Và trong ván thi đấu này, đúng như chúng ta chia sẻ, mọi thứ thuận lợi hơn dành cho bên phía của Top Shot khi mà họ sở hữu được hai con sứ giả. Mặc dù cái độ hiệu quả của nó mang lại không đáng kể, nhưng ba con rồng nguyên tố này thì lại là một cái câu chuyện khác. Và rõ ràng có cơ hội để có thể lăn quả cầu tuyết sớm hơn dành cho đội hình đến từ bên phía của Top Shot. Chênh lệch về tiền ở thời điểm hiện tại đang là một con số 6.000 tiền rồi. Và với một cái đội hình khỏe ở dần về giữa của ván thi đấu này nữa thì cơ hội để có thể phòng ngự dành cho bên phía của W trong ván thi đấu thứ hai này cực kỳ ít ỏi. Đúng là như vậy. Tôi đang thấy một dấu hiệu buồn dành cho bên phía của W. Kideja đang thực sự rất lên lao và tấn công bằng rất dễ súng đang được bùng. Và Zaki Love sẽ phải mất tắc biến có thể bỏ chạy. Để xem nào, tiếp theo W sẽ làm gì đây? Thật ra cái mặt đất dậy sóng vừa rồi nó chỉ mang tính chất lấy tóc biến. 3 phút mấy nữa thì khi đó con rồng sẽ ra Thái giờ sang để cản một cú bấm bê biến về của CJ. Nhưng CJ có thể làm xuống hay chăng? CJ đang bị giữ chân lại và anh ta đang cần một khoảng thời gian. Thiên muốn có một cú chim mồi qua tường nhưng BBU đã báo là có người ở đó, cho nên họ đang cần phải nỗ lực để bỏ chạy đi. Như vậy là vẫn ok, vẫn ổn. Nhưng tôi cảm giác như là cái pha lấy tóc biến vừa rồi nó vẫn chưa mang lại một ý nghĩa gì nó lớn lao lắm nha. Tức là về mặt cơ bản thì 3 phút mấy nữa rồng nó ra thì tôi nghĩ là vào thời điểm đó thì Zaki Love chắc cũng sắp sửa có được cái tóc biến cho bản thân mình rồi. Và đồng ý khi mà đội hình đến từ bên phía của W đang cố gắng là một cái điều gì đó, cánh dưới thì họ lại để hở ra cánh trên như chỗ không người. Nai đã có được cái trụ thứ hai khu vực đường trên rồi, chuẩn bị có trụ thứ hai khu vực đường dưới. Chính là về trụ ở thời điểm hiện tại đang là 4-0 nghiêng về cho bên phía của Top Shot, sẽ lên tới con số 5-0 và nó kéo theo cái lượng chênh lệch về tiền đang là con số 8.000 tiền ở phút thứ 20 của ván thi đấu này, là một cái con số cực kỳ khủng khiếp. Hãy nhìn vào cái lượng trang bị đến từ Nai kìa, thậm chí là một cái kiếm. Con nào? Con Ari. Ui, hôn gió thành công. Sát thương nhiều nha. Xong kiếm tay ương đúng không? Kiếm tay ương thôi ha. Kiếm tay ương. Nhưng đây BBU, cái BBU sẽ nhận đó là tay hỏa. Ui né làm sao được? Hãy nhìn kia. Oh my god, I can't believe it. You see that Ari? That is freaking damn.
That's the big freaking damn baby. Và tới được ai đây? Tôi đang thấy Baysang đang phải bỏ chạy. Thiên đang tới. Thấy Baysang rồi. Lao vào tấn công Baysang bên này. Wayward đang bị hất tung lên. Mắt đã thấy được người cần phải bị giữ chân lại, đó là Xin. Quay trở lại đánh. Đã có lóc xoáy được bung ra. Xin tóc biến đập thẳng mặt vào tường mà ta bị gõ chết bởi Thiên. Và Baysang đang liên tục bị gây đam. Quy trúng. Một cú quy nữa thôi là đủ nhưng không có đủ tầm. CJ vừa rồi có một tình huống rất hay, tóc biến E và tóc biến đối thủ vẫn bị giữ chân lại. Zack lớp có được bàn của Baysang xuất hiện hoành tráng. Nhưng rất đáng tiếc là chưa biết ai mới là người phải xuất hiện hoành tráng. Mạng đã có và Tosport còn ngại gì mà họ không di chuyển với nhau ra khu vực hai bên khi xạ thủ và đường của đối thủ đã không còn nữa. Chính xác là như vậy, thế trận bây giờ đã tan vỡ dành cho bên phía của WWE rồi. Thậm chí con Ari này của Nai là một con Ari mà có cái lượng sát thương tay đến từ cái kiếm tay ương mà ta đang được sở hữu nữa. Một tình huống giao tranh cực kỳ tự tin đến từ bên phía của Tosport khi mà họ sử dụng cái cổng dịch chuyển đến từ cái map bản đồ rồng công nghệ để có thể sẵn sàng ép giao tranh ở bất kỳ thời điểm nào trong ván thi đấu. Vừa lại Baron không có bất kỳ một cái phương án nào để có thể phòng ngự dành cho viên của WWE cả. Thậm chí Nai bây giờ quá tự tin, anh ta đánh tất cả những ai có trước mặt của anh ta. Đúng là như vậy, tôi đang thấy được một dấu hiệu thật sự không còn nhớ. Chừng nào cái này là siêu xây da thì ok, nhưng đây chỉ là một kia đây da thôi thì nó không có vấn đề gì cả. Chúng ta xem lại tình huống này, một pha đánh mà Xin tự đưa mình vào thế khó rồi. Anh là phân tích thì anh phải phân tích cái đoạn này á, chứ tôi là giao tranh thì anh phải im lặng chứ, tôi cũng đang okay, nhường anh mà. Rồi anh xong chưa? Rồi xong rồi. Ok, thì đó là tình huống đánh giao tranh rất là hay dành cho bên phía của Top Shot. Với một cái lượng chênh lệch đâu đó khoảng chừng 8.000 tiền. Rồi hết rồi anh chung. Đánh. Tôi đang thấy BB bắt BB nằm xuống phía bên này bị hất tung lên, bị hất về nhưng vẫn đang khá khỏe. Quay trở lại đánh ui này thì đùa với Wayward, đừng đùa Wayward trong tầm này. CJ đang bị bắt lại, CJ quá là bị cô lập. Quá buồn nhìn cho Talia. Tôi đang ưu hiển nhìn kìa. Talia một màu nâu. Trong các loại màu nâu tôi nghĩ màu này là màu nâu hấp đó. Là không hề có hy vọng gì dành cho con Talia này cả. Rồi tôi cứ tưởng là nằm chứ. Không. Nhưng chú gấu này sẽ đi theo mà thôi. Một chú gấn đầu thật sự. Dudley đang nhận một thất bại quá đáng cay đi. 11k tiền cách biệt. Ván đấu này có lẽ như đã có chủ rồi. Chính xác là như vậy. Và chủ nhân đó thuộc về cho bên phía của Top Shot khi mà cái chênh lệch ở thời điểm hiện tại trong cái con số quá vượt trội và đội hình đến từ bên phía của Top Shot. Họ đang thăng hoa trong những cái tình huống xử lý. Không có bất kỳ một cái phương án nào để có thể phòng ngự dành cho phía của WWE cả khi mà cái pha tấn công vừa rồi nó như rồng như hổ dành cho bên phía của Top Shot. Một trụ bậc thềm ở khu vực đỉnh dưới và tương tự là như vậy đến từ cái trụ bậc thềm ở khu vực đỉnh giữa cũng đã thuộc về cho bên phía của Top Shot. Nâng tổng số về trụ ở thời điểm hiện tại lên con số 8 và nó tạo ra cái lượng chênh lệch là 13.000 tiền và chuẩn bị có được cho mình đó linh hồn rồng công nghệ nữa dành cho viên của Tom Short. Quốc đang đứng đợi để xem ai là sai lầm là tự đưa mình rồi. Kedia là người được chọn hay chăng? Bum bum bum. Làm sao mà chạy nổi đây? Hơi khó cho Kedia rồi. Quá căng thẳng. Thật sự quá căng thẳng. BB muốn trả thù cho đồng đội. BB bắt đầu máy quét. Đứng đình trên mắt. Thấy không ta? Thấy chứ. Đang là thấy. Đang kêu. Bắt đầu sử dụng tất cả mọi thứ mọi người quay quát. Quay rất bình tĩnh. Anh ta quay trở lại, anh ta gõ và ta sẽ làm xuống mà thôi. Hơi tự tin thái quá. Và đã phải trả giá rồi. Bay sang vừa rồi cũng hơi diễn nha. Đó là một tình huống mà rõ ràng là có thông tin nhưng anh ta giả vờ như đứng chích phía bên kia để có thể đi chuyển qua vách đá và sau đó khuất sai. Và đó là tình huống đứng rình rập trên tầm nhìn đến từ bên phía của gây quán. Và cái giá phải trả đó chính là một cái điểm hạ gục được cộng kèm thêm dành cho phía của WWE. Nhưng đây mới chỉ là điểm hạ gục thứ tư dành cho phía của WWE mà thôi. Và tôi nghĩ đó nhiều khả năng sẽ là cái điểm hạ gục cuối cùng khi mà đội hình đến từ bên phía của Top Shot bây giờ không ngại, họ tràn thẳng vào khu vực giữa rồi. Bù lại Baron vẫn đang còn khoảng chừng mười mấy giây nữa. Đúng là như vậy, và với bù lại Baron thả luôn cả đó là Thái Dương Asan. Ui lôi thần. Rồi đâu rồi? Yếu thế. Phế thế. Và nằm hai mạng rồi. Tôi còn chưa đọc hết chiêu, tôi thấy ngủ mất tiêu. Tiến lược mặt đất dậy sống. Không, cái này là mặt sống dậy đất rồi. Khi mà anh ta sẽ nằm xuống mà thôi. 20 dành cho bên phía của Tosport. Trong đó Dudley, họ còn cái số lượng họ ăn mạng còn chưa đủ cho cái số lượng tướng có ở bên phía đội đối phương nữa. Anh ta chỉ bọn họ chỉ mới có 4 mạng. Họ đang thật sự quá yếu gớt. Và Dudley sẽ càng ngày càng bị thua thiệt nhiều hơn. Subscribe không phải thua thiệt, họ thua luôn rồi. Ván thi đấu đã kết thúc và xin chúc mừng các thành viên của Top Esports. Họ đã từ từ chưa. Rồi ok. Xin chúc mừng các thành viên của Top Esports. Họ đã giành chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ hai này. Chưa. Họ sẽ lao à, họ sẽ đang cố gắng tranh chấp mà thôi. Thiên đang cực kỳ ớn và ta đang phải bỏ chạy. Bibiu tới và cắt hai người. Nai đang phải thoát đi, Nai đang bị cắt. Và Zaki Love đang bị giữ chân lại. Zaki Love đang tìm một cách để có thể tẩu thoát. Anh ta bắn rất là rác. Anh ta đang nhắm về Bibiu, ta dứt điểm được Bibiu. Và bây giờ thì cuối cùng chưa. Baysang đang cố gắng giữ chân Zaki Love, nhưng Zaki Love vẫn đang muốn khá khỏe. Và Zaki Love chưa nằm xuống nhưng những cú vi thạch là nó quá chất lượng.
và quay quốc đã tới thì mọi chuyện đã khác. Xin chúc mừng các thành viên của Toy Sport, họ sẽ chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ hai này với tỷ số 2-0. Ván thi đấu kết thúc ở phút thứ 26 của ván đấu, một khoảng thời gian kết thúc tương đối nhanh chóng dành cho đội hình đến từ bên phía của Top Shot. Nó là một cái bộ mặt hoàn toàn khác dành cho bên phía của Top. Nó trái ngược với ván thi đấu đầu tiên, những cái nỗ lực phòng ngự đến từ bên phía của W gần như là bằng con số 0 khi mà cái sức tấn công quá mạnh mẽ đến từ bên phía của Top Shot trong ván thi đấu này. Và bên cạnh đó là các thành viên đến từ bên phía của Top họ cũng đã có một cái giai đoạn đi đường tốt hơn so với ván thi đấu đầu tiên nữa. Mọi thứ đều đang thuận tiện hơn dành cho bên phía của Top. Và với chiến thắng này thì đây là chiến thắng đầu tiên dành cho đội hình đến từ bên phía của Top ở mùa giải năm nay. Các ông biết là xài con chuột có cái trái bi đúng không nhỉ? Tôi thấy có pha lắp bi chuột hay sao? Nhưng phải công nhận điều là các thành viên của Dupli họ đã có những nỗ lực trong ván thi đấu đầu tiên, nhưng qua ván thi đấu thứ hai thì thật sự mà nói khá buồn nhìn cho họ. Họ nhận một trái đắng đó quá là nặng nề, và với một layup thắng từ đầu game tới giữa game với 6k tiền đã cách biệt từ trước đó thì là một thế trận không thể nào có thể ngược lại được rồi. Rồi như vậy chúng ta cũng đã có được cho mình đó cái kết quả của cái cặp trận này khi mà đó một cái chiến thắng ở trong bảng thi đấu thứ hai nó tương đối nhanh chóng chóng vánh dành cho đội hình đến từ bên phía của Top Shot. Những diễn biến của ngày hôm nay của EPL mùa hè cũng đã kết thúc, nhưng ngày mai chúng ta sẽ có được hai cặp trận, đều là hai cặp trận rất là đáng để có thể theo dõi. Cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 16 giờ sau cuộc đối đầu giữa Li Ning và Andy One Legend, và sẽ có cái cặp trận thứ hai được diễn ra sau đó là cuộc đối đầu giữa Thunder Talk và Victory Fire. Cũng là như vậy. Còn những gì trong ngày hôm nay đã kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai vào 4 giờ trên kênh của EPL Việt Nam Official.